mình nha. Hôm nay thì tiếp tục ra cửa biển để quay một số anh em ghe tàu ra khơi cho mọi người cùng xem ha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang nha các bạn. Do ảnh hưởng thời tiết xấu thì mấy anh em ra khơi nói chung là cũng khá là chắc chắn nha. Tuy nhiên thì đánh bắt những cái mùa này thì rất là trúng nha. Bây giờ thì anh này anh đang đi ra nè, anh này anh vỏ thu mua nha các bạn. Rồi kìa. Đây thì mình quay cập nhật tình hình cho mọi người cùng biết. Nếu như mà cảm giác không an toàn thì mọi người đừng ra khơi ha. Đây thì anh này anh đang đi ra biển. Rồi kìa. Tình hình là hiện tại thì đang sóng rất là lớn các bạn. Gió cũng mạnh nha. Trên kia thì nguyên một bầu trời mưa luôn. Tình hình hiện tại thì mưa lâm râm các bạn. Gió thì cũng mạnh nha, sóng này cũng lăn tăn như thế này đây. Những anh em ra nói chung là cũng cực hơn những ngày bình thường rất là nhiều nha. Mưa lâm râm các bạn ơi. Ra biển mà như thế này thì nói chung là mệt lắm các bạn. Biển một ngày là bằng 3-4 ngày bình thường luôn á. Mình sẽ được bù lại là đánh bắt rất là trúng nha. Có lá cờ người yêu Việt Nam. Bây giờ anh đang vô phía bên trong giảm để mình được sống. Nhảy dữ lắm, nhảy rồi. Wow. Để xem ảnh nó quẹo như trong giàm nha. Quẹo gắt luôn đó các bạn. Thank you.
đây chiếc lưới ghẹ của nó không tự nó mất tiêu hết ngừ rồi. Đói, lù lù trong cơn bão đi về các bạn. Phía này đang đi ra một chiếc tàu đỏ các bạn, và đang đi giờ trời sóng trời gió khá là lớn luôn nha. Trời ơi sóng như vậy. Wow, giống như đưa giống nha. Rồi quay đầu vô rồi. Ở bên đây có anh nào hay chị nào ra ngoài cabin ngồi luôn. Dữ lắm các bạn. Tiếp theo mình xem anh này ảnh ra khơi nha các bạn. Vẫn là anh thu mua. Trời ơi lắc ra. Lắc dữ vậy. Phía sau nè các bạn.
qua đây thì mình thấy là cảm giác lên lên xuống xuống nha các bạn, khá là ở ngang luôn. Trời ơi, khá là khó để anh vô dạm nha. Trời ơi, quá các bạn ơi, trời ơi, anh này khá là cảm giác mạnh nha. Trời ơi, chơi hết ga ra luôn nè, đang mưa. Kìa, xong pha. Ây da, trời ơi, trời ơi các bạn ơi, quá cảm giác khá là lắc nha. Mưa là muốn hết thấy ảnh này các bạn ơi, bịt màu quá trơn rồi. Kìa, yeah. Phải nói là anh này anh chơi cảm giác khá mạnh nha. Ôi dồi anh ơi, đi vô anh ơi. Anh này anh chơi là không mặc áo mưa luôn nha. Mưa rất là lớn, cũng khó thấy rồi. Anh này anh đang cố gắng chạy xiết vô trong dàm để núp nha. Quá
quá. Ôi ơi anh ơi, đang quẹo vô từ từ nha. À, chiếc này đi ra nè các bạn, dòng thổi lên này. Quá nhịp kìa. Quá nhảy à. Trời ơi. Quay ngang nhỉ. Trời ơi. Wow, trời ơi.
Dở lên dở xuống luôn, dữ dằn thôi chứ. Ôi rồi khủng khiếp. Ối xanh mặt luôn quá. Rồi. Nhét lên vậy. Ngồi xuống đây, vậy không tin vô núi đây. Trời ơi, cái chiếc nhỏ ngoài kia kìa, có hai ông bà lão. Quá rồi, thả trôi luôn chứ không dám chạy luôn hay sao đâu á. Trời ơi kìa, ớn vậy. Ai đưa lên đưa xuống luôn nha. Ghe này chắc là của lứ ghẹ hay sao đâu.